Mối tình mà gọi là nếu mà sâu đậm nhất được 3 tháng à? Nếu mà sâu đậm nhất được 3 tháng à? Dài quá ha. Vậy thì đừng làm gì cho ta khóc. Nếu mà yêu nhau thì phải khóc rồi, nhưng mà sẽ cố gắng làm cho bạn nữ cười thật nhiều hơn để bù đắp lại cái những cái lúc khóc đó. Dạ. Rồi mình cũng thích mặt đầm nữa. Rồi mình cũng thích mặt đầm nữa. Có mặt đầm có nha, trong chỗ con làm trong shop quần áo con thì con có hay kiểu như là pha trò cho những nhân viên ngồi cười á. Bữa nào con mặt đầm con live stream bữa coi. Có rồi. Mời em trai. Chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào khán giả và chào bạn nữ kế bên. Chào em. Em giới thiệu là em tên là Nguyễn Anh Vũ, em 25 tuổi và em đến từ Gò Vấp và làm việc ở Bình Thạnh ạ. Vũ làm gì Vũ? Dạ buôn bán kinh doanh quần áo ạ. Hiện nay con ở với ai? Con ở với mẹ, với ba. Bây giờ có mình con hả? Dạ có mình con. Rồi khỏe con một luôn. Dạ. Mời nhà gái. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Xin chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Xin chào bạn nam kế bên. Dạ em tên là Nguyễn Ngọc Đan Quỳnh, em năm nay 26 tuổi và em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em là MC tự do và kinh doanh ạ. Trời ơi, MC nha. Chào bạn đồng nghiệp bên đó nha. Dạ. Bên đây chú rể tương lai tên Vũ nha. Bây giờ thì mình giới thiệu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi Vũ. Dạ ưu điểm của con là hòa đồng, không biết cái này có gọi là ưu điểm không, nữa là trong những cái buổi tiệc á, con thường thường là sẽ đẩy mút cái chương trình ở cái buổi tiệc đó lên. Vậy con cũng làm MC được đó Vũ. Cái này con chưa thử. Bây giờ thử con giới thiệu đám cưới của Đan Quỳnh với dì Vũ đó thử coi. Chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc gì đó thử coi. Xin chào mọi người, hôm nay đến với buổi đám cưới của Nguyễn Anh Vũ và Đan Quỳnh. Con còn không biết. Chắc làm MC không được. Không được. Dạ. Ok. Dạ, con khuyết điểm của con là con chắc ngại trước đám đông lần đầu tiên gặp á. Còn khi mà đã gọi là quen biết nhau rồi thì sẽ lầy lội lắm. Dạ, lầy lội lắm. Dạ, đúng rồi. Còn có khuyết điểm gì không? Con ngủ nướng nhiều lắm. Con hay ngủ nướng lắm. Công việc cũng hay bị trì trệ vì công việc ngủ nướng của con. Con đặt báo thức 3-4 lần mà cũng cũng như không à. Báo thức đạp đồng hồ rớt xuống rồi mà không như vậy đúng không? Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm nào nói cho nhà trai nghe nè. Hình như em có cảm giác là có nhiều điểm tương đồng ở đây. Ưu điểm là rất là hòa đồng và tốt bụng với tất cả mọi người. Nhưng mà nhược điểm thì cũng như bạn nam là cũng ngủ nướng mà. Trời ơi, hai đứa này muốn lấy nhau đẻ con nha. Tới giờ cho con bú nha. Đập luôn đồng hồ nha. Ngủ là một cách để mình thư giãn cũng như là tận hưởng cuộc sống. Thật ra biết sao, sau này khi mà em lấy chồng, em có con rồi á, con em đã đồng hồ báo thức á. Dạ đúng rồi. Không có cái đồng hồ báo thức nào mà nó hiệu nghiệm bằng tiếng nói của đứa trẻ. Nói vậy thôi chứ giờ các bạn còn trẻ, các bạn nói ngủ nướng chứ khi các bạn lập gia đình rồi đó, hàng trăm thứ phải lo. 5 giờ sáng thức dậy rồi các bạn ơi, không lo chuyện đó đâu. Mình nói chút xíu về đường tình duyên đi Vũ. Mối tình mà gọi là nếu mà sâu đậm nhất được 3 tháng à? Nếu mà sâu đậm nhất được 3 tháng à? Dài quá ha. Người bạn gái đó cũng đi nước ngoài nên chúng con chia tay. Còn những mối tình khác là chắc được 2 mối tình được cách nhau khoảng chừng 1-2 tuần rồi. Nói chung chưa có mối tình nào chính thức. Tháng không rồi đúng không? Dạ, tuần như tháng không rồi, chứ không được năm. Tình yêu đến giờ đi nó nhanh nhẹn quá ha. Rồi, nhà gái của mình thì sao? Dạ, em cũng có ít mối tình và cũng không kéo dài. Có nhiều điểm tương đồng với bạn nam quá ạ. Có thể là chưa hiểu về tình yêu hoặc là mình chưa biết cách quan tâm, chăm sóc người khác. Cả hai bên đều chưa yêu. Giờ chúng mình nói về tương lai đi ha. Đúng rồi. Ừ, cô gái nghĩ xem là cô gái có muốn một người bạn trai như thế nào nè, hình dáng ra làm sao? Dạ em thích bạn nam của em cao ạ. Trước tiên là phải cao. Rồi, chờ chút xíu. Chào em. Dạ. Cũng được em ơi. Tạm tạm. Bây giờ chiều cao mà nó hơi thiếu thì mình lấy chiều ngang. Không, chiều cao mà nó hơi thiếu thì mình lấy chiều ngang mà ngùng. Rồi gì nữa? Dạ, mũi cao, mắt to, cười duyên ạ. Quay ngang chị Lan coi. Dạ. Quay qua kia. Mũi cũng tạm cao. Mũi thì không cao bằng mũi chị Lan nha. Nhưng mà có duyên được rồi. Dạ. Rất còn là có duyên. Dạ chắc là thích kinh doanh. Giống đấy con. Thích kinh doanh giống con rồi. Còn không thích điều gì ở đàn ông nữa nè? Không thích cái tính hay ghen ạ. Có ghen không Vũ? Dạ không, con từ từ không ghen. Không ghen. Hồi đó bộ bị hay bị ghen lắm hay sao mà giờ sợ vậy? Dạ quen. Đúng rồi, bạn nam hướng ngoại và thích thích mình được mang đồ đẹp, make up đẹp, ra đường lúc nào cũng lung linh mà bạn nam không ghen là được ạ. Trời, cái đó rất muốn với bạn gái luôn đó. Trời. Rất là mong bạn gái như vậy. Dạ. Phải không? Dạ. Trời ơi, quá trời hợp. Điềm đạm nhưng mà vẫn đáng yêu, dễ thương như anh Phan Mạnh Quỳnh ạ. Phan Mạnh lắm.
Duyên Duyên đưa ra chú thấy là ok. Vậy thì bây giờ sẽ hỏi nhà trai nè, mong muốn bạn gái như thế nào? Em muốn bạn gái là cứ vui vẻ hòa đồng. Em muốn lúc nào bạn gái cũng cứ cười. Em thích khoái nụ cười của bạn gái lắm. Em rất là thích bạn nữ cười. Vậy thì đừng làm cho ta khóc. Nếu mà yêu nhau thì phải khóc rồi, nhưng mà sẽ cố gắng làm cho bạn nữ cười thật nhiều hơn để bù đắp lại cái những cái lúc khóc đó. Dạ. Bây giờ mình đi với ai nè Quỳnh? Dạ con đi một mình. Một mình. Em đi với ai? Em đi với em gái. Em ruột hả con? Dạ em mưa. Em mưa. Em mưa. Hả? Em mưa. Em nuôi nhưng chưa nuôi ngày nào. Em nuôi nhưng chưa nuôi ngày nào. Dạ. Cũng là cũng mai mối nhưng mà cũng không có gặp giờ tình thân thôi đó. À, wow. Trời đất wow, ơi. Wow, rất là quý tình cảm này lần nha. Lần đầu tiên tôi nghe chuyện này đó. Em thấy cái cô gái này tương lai sao? Hợp với lại cái bạn này không? Dạ theo em nghĩ là chị gái dễ thương hợp. Chị thấy cũng kiểu là cười cười rồi nhiều, cười ngại ngùng. Hồi đó em có hay cười? Bình thường này em đã sầu đã cảm. Một người xém là người yêu đi tìm người yêu cho người xém là người yêu của mình. Tuyệt vời quá. Cũng cảm hay. Ơn tụi em. Cảm ơn hai đứa. Rất là hay ha. Bây giờ mình mở rào thôi. Đúng rồi, mở rào. Em chào anh. Tặng em món quà. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Em cũng có món quà dành tặng cho anh ạ. Em là một người rất là đam mê mùi thơm nên em sẽ tặng cho anh túi thơm ạ. Ở trong đây thì có rất là nhiều túi thơm. Những cái túi này thì mình sẽ để ở phòng. Nếu mà anh ra ngoài á, anh sẽ đóng cửa phòng lại đúng không? Thì khi mà anh về nhà anh mở ra thì mùi hương này tỏa ra thì lúc đó anh sẽ nhớ tới em. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em. Đến với chương trình xin hát tặng chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan với mọi người đây với bạn nữ một bài hát rồi tới luôn ạ. Hay, tới luôn. Hát nha. Đang ung dung trên trời đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thanh thời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tài đó ngày mùng 2 có ai đi. Em ơi em ở đâu anh mang châu cao anh rước dâu luôn. Mai đây ta sang giàu qua xa to thịt kho rau muống. Thâm thiết sẽ mặn nồng, yêu thương lắm mênh mông. Vậy thì còn chần chờ chi nữa. Ngày mình bên nhau nên dây tơ hồng lại nối thành đôi. Anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì. Người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều. Đời không đắn đo em cần chi phải lo. Vì mình thương nhau nên dây tơ hồng lại nối thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình. Tình tăng cho gần cuộc đời đâu xa thế. Trên dưới phu thế hai đứa về bên nhau. Yeah. Dễ thương quá. Có duyên đó Vũ, được đó Vũ. Dễ thương quá, nhà gái. Mình đáp lại một bài để... Tại vì cũng cô đơn lâu đó nên em sẽ hát một đoạn trong ca khúc Cô đơn trên sofa. Wow. Thì ra là thế, tình nào là tình trạng mưa vài tháng năm. Một ngày vẫn trôi, đôi môi em phai màu nắng. Nếu không em thì anh có buồn. Đừng buông lời hứa, rồi lại vừa rằng dường như anh đã quên. Đừng tìm đến em, gieo từng tư xong lại đi. Nắng xuyên qua hàng mi rối bời. Giữ tim em vài giây cuối thôi. Giữ tim em vài giây cuối thôi. Hay quá. Đúng là hai bên là 1 9 1 10 luôn đó. Anh rất là thích khi mà mình đi hát karaoke hai người song ca. Em anh cho hỏi là em có uống được bia không ạ? Em có biết uống. Anh thích là hai đứa mình uống một vài ly bia và hát cùng nhau. Anh rất là thích cái kiểu đó. Anh thì cũng không có nói được cái lời hay ho đâu. Thì anh chỉ mong sao là em sẽ bấm nút. Nếu mà chúng ta yêu nhau lâu thì món quà sẽ to dần hơn. Anh dám khẳng định điều đó. Yeah. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Cái nhìn đầu tiên của em thì anh giống Nguyễn Đình Vũ. Cũng trùng hợp là em từng đứng chung sân khấu và song ca với anh Vũ rồi. Thì rất hy vọng là sắp tới em sẽ được song ca với anh. Bây giờ mình nói về quan điểm hôn nhân gia đình, suy nghĩ của mỗi bên đi. Anh muốn lập gia đình vào khoảng độ tuổi bao nhiêu? Anh hiện giờ đang là anh tính là khoảng chừng 2 năm nữa. Tại vì công việc của anh cũng đang bắt đầu là mới mình ra bắt đầu kinh doanh thôi. Dạ. Anh nghĩ là tầm khoảng 2 năm nữa thì nếu mà được thì chúng ta sẽ cưới nhau được. Còn nếu mà em muốn cưới sớm hơn thì cũng anh sẽ cố gắng được, không sao hết. Chiều ý em hết.
Dạ anh có biết nấu ăn không? À nấu ăn anh biết. Anh biết nấu ăn. Anh có thích được người khác nấu ăn cho mình không? Tất nhiên là muốn rồi. Nếu anh nấu ăn thì em rửa chén, còn nếu em nấu thì anh sẽ là người rửa chén, đồng ý không? Ok. Anh xài tiền hao lắm, không biết giữ tiền. Em chỉ giỏi kiếm tiền thôi chứ không giỏi giữ tiền. Thì nếu vậy thì hai mình vừa làm vừa kiếm tiền vừa xài tiền được không? Ok. Không được em ơi, vừa kiếm tiền vừa giữ tiền em ơi. Khi mà lấy nhau thành vợ thành chồng rồi là tự khắc các bạn sẽ có cái bản năng về cái chuyện chi tiêu trong gia đình như thế nào, lúc đó là sẽ tự biết thôi. Anh thích con đầu lòng là con trai hay con gái? Anh thích con gái. Con gái hả? Dạ. Tại vì con gái nó thích dễ thương lắm, tại vì dễ mặc đồ, dễ mua đầm. Anh thích con những người con gái mặc đầm. Dạ. Rồi mình cũng thích mặc đầm nữa. Rồi mình cũng thích mặc đầm nữa. Có mặc đầm có nha, trong chỗ con làm trong shop quần áo con thì con có hay kiểu như là pha trò cho những nhân viên ngồi cười á. Bữa nào con mặc đầm con live stream bữa coi. Có rồi, không phải mặc đầm nữa mà cái kiểu áo như kimono của Nhật Bản á chú. Thử live stream thử đoạn coi. Bây giờ thử bán cái áo coi, bán cái đầm này coi. Để coi cái màn hình đây. Rồi có màn hình đó, ok. Hello các chị đẹp, hello các chị ơi, hôm nay đến với em nha. Hôm nay nhà em bán đầm rất đẹp nha, siêu đẹp luôn nè. Mấy chị coi nè, mẫu của em nha. Đây mấy chị coi mẫu nha. Đầm hôm nay em sale sập sàn, sale cho mấy chị là gọi là nhân dịp ngày lễ đi, lễ 8 tháng 3 đi, hôm nay 8 tháng 3 em tặng quà cho mấy chị nha. Mấy chị ơi mua đầm đi, đầm nhà em rất đẹp. Đó đừng may mấy chị coi nha, xuất sắc nha. Mẫu trời ơi đẹp quá trời. Mẫu đẹp không? Trời ơi mẫu đẹp mà đồ còn đẹp quá trời ơi mấy bà ơi. Nè vô coi livestream tôi nè, tôi sale sập sàn. Anh nghĩ rằng là hai đứa rất là hợp với nhau và hai đứa rất là năng động. Bây giờ thì mình tiến lại gần, mình nắm tay xíu, mình giao lưu về mặt cảm xúc chút đi. Hai bạn nắm tay nhìn nhau, nắm hai tay luôn nào. Nắm hai tay, quay mặt vào nhau. Vũ. Công việc em có bận rộn lắm không? Dạ cũng có. Em sẽ rảnh vào đầu tuần thôi. Rảnh vào đầu tuần hả? Dạ. Thì em cứ sắp xếp công việc đi. Công việc anh cũng anh sắp xếp được ngày nào cũng nghỉ cũng được. Anh xin mời em đi chơi một bữa, đi khắp cái Sài Gòn này, ăn sập sàn cái Sài Gòn này. Yeah. Anh xin được giới thiệu là Food Boy. Em cũng hơi rung một xíu. Anh cũng rung. Dạ. Em thấy bạn nam cũng rất là ấm áp ạ. Em nghĩ cũng sẽ rất là chiều bạn gái sau này. Giao lưu cảm xúc với nhau đã hết, giờ các bạn về chỗ nào. Nút bấm sẽ là quyết định tất cả. Bây giờ chị Lan sẽ đếm nha. 1 2 3. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Hãy tay nhau đi. Bây giờ mình có một nụ hôn làm điều như bao nhiêu cặp đôi khác. Không đi, không. Yeah. Em tên là Đặng Mạnh Tuyến ạ. Em sinh năm 1997. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Tuyến? Dạ em đang làm IT. Rồi thôi bây giờ chúng ta hãy đến với phần giới thiệu của nhà gái nào. Dạ thì lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Ngọc Lan. Chào chú Quyền Linh cũng như là bạn nam bên kia. Em tên là Lê Diệp Nữ Vi. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Vi sinh năm mấy Vi? Dạ con sinh năm 2002 ạ. Trời đất ơi. Sao rung dữ vậy? Trẻ dữ vậy. Trời mình mới 19 tuổi rồi, vậy thì cái tình trường của mình là nó có được trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em mới trải qua hai mối. Mới hai mối. Mới có hai mối. Dạ, rồi. Mới hai mối rồi ạ. Tôi nghe cái vụ mà năm 2002 mà mới trải qua hai mối tôi qua liền. 19 tuổi mà trải qua hai mối tình rồi, vậy thì cái mối tình đầu tiên là mấy tuổi? Hai mối đó đều là năm học cấp 3. Mối dài nhất là bao lâu? Dạ mối dài nhất của con là gần 2 năm. Trời ơi 2 năm. Vậy dạ, là con bắt đầu yêu từ năm lớp mấy, lớp 10 à? Dạ lớp 10 là bắt đầu mối tình đầu tiên. Giữa năm lớp 11 thì em mới bắt đầu mối tình thứ hai. Hậu sinh khả quý. Cha này khó quá, không biết nói gì sao. Tôi ngắm con đi coi. Trời có chút xíu à. Mà sao mà yêu sớm vậy con? Con thấy vậy là cũng muộn rồi chứ. Muộn rồi đó hả? Sao nè Tuyến? Yêu mấy mối tình rồi?
À, dạ em có hai mối tình. Cũng hai mối hả? Dạ. Yêu từ năm lớp mấy? À, từ hồi cấp 3 và đại học. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm Tuyến? À, hai mối tình đều 2 năm. Là 4 năm yêu rồi. Dạ. Cũng kinh nghiệm tình trường lắm hả? Kết thúc năm học cấp 3 thì bọn con bắt đầu lên thành phố học á. Ừ. Thì bạn gái thì vào Sài Gòn, còn con thì học ngoài Bắc. À. Thế nên là bọn con chia tay nhau. Xa mặt cách lòng á ha. Dạ. Vi ơi. Dạ. Mà lý do sao mà mình yêu 2 năm mà mình chia tay vậy Vi? Cái lý do chia tay của con cũng giống như bạn nam bên kia là lúc đó khi mà tốt nghiệp xong thì hai đứa con thì vào Sài Gòn học, còn bạn đó thì học ngoài Đà Nẵng. Hai đứa giống nhau ha. Cái mối tình đầu tiên của con á là học hết lớp 10 là con chia tay rồi. Là con có biết lý do không? Khi nói về bạn nam đó thì không có điểm gì để chê hết. Vì bạn đó rất là tốt. Nhưng mà là do con tự nhiên con cảm thấy cái tình cảm của mình nó không còn nhiều nữa. Có phải là con do con không chín chắn không? Dạ đúng rồi. Vậy giờ chín chắn chưa? Dạ con nghĩ là qua hai mối tình đó rồi thì bây giờ con đã đủ chín chắn rồi ạ. Bên đây người ta chín chắn rồi, để đi qua bên kia coi coi bên kia có chín chắn không nha. Công nhận nó giỏi thiệt á. 19 tuổi là vào chín chắn rồi đó nha Lan nha. Chào con. Giờ không biết thiệt, không biết kêu bằng gì luôn á. Kêu bằng chị. Kêu bằng chị thôi được không? Được. Giờ kêu bằng chị được không? Được. Bây giờ thì mình có bạn gái rồi, mình làm gì cho bạn gái, mình chăm sóc bạn gái làm sao? Hiện tại thì công việc của em là em đang tập trung cho công việc rất nhiều. Bây giờ mà nếu mà có bạn gái á, thì hai đứa có thể chung một sự nghiệp, chung một mục tiêu để hai đứa cùng cố gắng phấn đấu. Dạ, điểm hả? Mạnh, điểm yếu gì nói cho bà mối. Đúng rồi, thôi bây giờ đi. Mình nói về điểm mạnh, điểm yếu đi. Bây giờ mình đi về nhà mình coi. Điểm mạnh của em là em chơi thể thao. Em có thể chơi được hầu hết tất cả các môn thể thao. Bơi lội, đá banh, bóng chuyền và cầu lông luôn. Rất là tốt. Tật xấu của con là chưa tự tin trước đám đông. Mệt mỏi quá thì hay ngủ nướng. Chị Lan bệnh chị không mệt mỏi, chị cũng ngủ nướng nữa. Đúng rồi, bên đây không mệt mỏi mà nhiều khi cũng ngủ tới 1 giờ. Còn điểm mạnh, điểm yếu của Vi sao Vi? Dạ, điểm mạnh của con thì có lẽ là do con học cao đẳng phát thanh truyền hình, cho nên là con có thể tự tin giao tiếp. Thứ hai là con cũng biết ca hát một xíu, biết nấu ăn. Điểm yếu thì con là rất là mau nước mắt và suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, rất là tự ti. Giống như trong một trường hợp đó là khi mà con quen một bạn nam á, thì con sẽ hay suy nghĩ là ủa tại sao xung quanh mình, xung quanh bạn nam đó còn nhiều bạn nữ đẹp hơn, giỏi hơn này nọ kia hơn mình, mà tại sao bạn nam lại chọn mình. Để chú nói Vi nghe nè, nãy con nói rất là mâu thuẫn. Con là học phát thanh truyền hình, con phải tự tin về chính mình. Đúng rồi. Tự tin trong tất cả mọi thứ thì mới trở thành một cái phát thanh viên, một người biên tập, thậm chí trở thành một đạo diễn các chương trình, vân vân. Vậy thì cái tự tin đó con phải giữ lấy chứ, tại sao mình lại có cái tự ti cái bên được? Dạ, cái suy nghĩ đó là ở hai mối tình lần trước. Con cũng đúng rồi. Và sau khi mà con vào Sài Gòn và bắt đầu học cái ngành của mình, thì dần dần trải qua kinh nghiệm thực tế, mình trải rất là nhiều, cho nên là mình cũng đã tự tin hơn và mình biết là bản thân mình có gì. Không, cái tâm lý này rất là dễ xảy ra với các bạn nữ ở cái lứa tuổi này. Bởi vì có thể bạn rất là tự tin ở cái công việc của mình, nhưng với cái chuyện tình cảm thì khi đã trải qua cái tổn thương đó rồi á, thì bạn lại lo sợ cái chuyện cũ nó sẽ lặp lại. Bây giờ hôm nay con đi với ai? Dạ thì hôm nay là con không có đi với người thân được. Tại vì ba mẹ con thì ở người quê. Quê đâu con? Dạ quê con ở Gia Lai ạ. Ở đây có cái cô chú ủng hộ con. Mình đi với ai? Ngày hôm nay con cũng đi một mình. Tại vì dịch bệnh nên là ba mẹ không thể lên được. Đúng rồi, dịch bệnh thì nói chung là trường quay cũng hạn chế ha. Mở rào, mình tặng quà xong mình hát giao lưu với nhau để nó cảm nhận hợp lý nha. Rồi, mở rào. Tự tin lên nha Tuyến. Ngày hôm nay đến đây thì anh có một món quà để tặng em. Đó là một chiếc tinh dầu trong phòng. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà muốn gửi tặng cho anh.
Em thì thích những sự nhỏ nhắn dễ thương và hy vọng là anh cũng thích nó, và hy vọng khi mà anh thấy nó thì cũng như là nhìn thấy em. Cảm ơn. Đâu, nhà trai Tiến cảm nhận coi bạn bạn gái bên kia thế nào, lần đầu tiên gặp mặt cảm nhận thế nào? Lần đầu tiên gặp mặt thì con thấy bạn rất là nhỏ nhắn, dễ thương và xinh xắn. Cái hình giống cái hình mẫu lý tưởng mà con nghĩ ra không? Dạ, giống với hình mẫu phát thanh viên mà con đã từng nhìn ở ngoài đời rất nhiều. Bây giờ nãy mình nói mình có tài ca hát đó. Đầu mỗi đứa hát cho nhau nghe đi. Đứng biểu diễn đàng hoàng, tự tin lên ha. Thế thì con xin phép ba khán giả, xin phép MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan, em xin gửi tới bạn nữ một câu hát trong bài Tình Thôi Xót Xa. Chị mới gặp rồi. Con mới gặp mà hát Tình Thôi Xót Xa. Ủi hình không có xót xa không? Con sẽ tặng bạn nữ lời bài hát Nơi Này Có Anh của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Đúng rồi. Trời ơi. Tự tin lên nha Tuyến nha, bắt đầu biểu diễn chinh phục bạn gái đi. Cầm tay anh, tựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh, gió mang câu tình ca, ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em. Cầm tay anh, tựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh, khép đôi mi thật lâu, nguyện mãi bên cạnh nhau, say đắm như ngày đầu. Tình yêu bé nhỏ, xin dành tặng riêng em. Yeah. Này là hát cũng cỡ cỡ Sơn Tùng em Thu Phương á chứ thôi. Vi đáp lại biểu diễn nào Hoàng Vi. Dạ thì cảm ơn cái bài hát của anh và em, và bây giờ em cũng xin gửi lại cho anh một đoạn nhỏ thôi. I love you la 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 la. Anh sẽ mãi là người chở che cho em, không thể tách rời tay em đây, hãy nắm lấy thôi, sẽ chẳng cần phải lo lắng. I don't wanna be your friend. Giây phút ban đầu gặp nhau là nhiều cảm xúc rồi đó. Bây giờ mình trao đổi đi. Anh có thể hỏi lại một chút là sở thích của em là gì không? Em thích đi dạo, thích đi ăn uống ven đường, vỉa hè đó. Em không biết là cái sở thích này có anh có khó không, nhưng mà em thích hát trong nhà tắm. Mỗi lần con đi tắm, con tắm bao lâu? Dạ tầm 30 phút thôi. Nói nhưng tắm cũng nhanh, nhưng mà con đi tắm là con làm cái gì? Hay con muốn hát gì là con thường chui vô nhà tắm. Ủa sao con không hát ở ngoài với nhà tắm, nó khác nhau cách nào con? Không, nhưng mà hát trong nhà tắm cũng là sở thích của con luôn. Trời đất ơi. Trời ơi, thấy cái đứa này. Trời ơi. Chú giao cho con cái nhà tắm luôn, hai đứa luôn. Không, bởi vì hát trong nhà tắm không khác gì phòng thu âm đâu. Hai đứa này mà mới mốt lấy nhau là xây cái nhà, là cái nhà tắm phải xây bự dữ lắm. Em có yêu thích môn thể thao nào không? Em rất là thích chơi bóng chuyền, nhưng mà anh cũng thấy chiều cao của em hơi bị hạn chế. Anh không nghĩ là trong bóng chuyền người ta yêu cầu chiều cao nhiều đâu. Thậm chí có những người libero người ta đâu cao đâu, mà người ta vẫn là phòng thủ rất là tốt. Và anh cũng chơi bóng chuyền, nhưng mà sở trường của anh là bóng đá. Vậy anh có thể dạy em chơi bóng chuyền được. Anh nghĩ là khả năng chơi bóng chuyền của em có khi hơn anh á. Anh cũng thích ăn đồ vỉa hè hơn là ăn trong nhà hàng. Thực sự là ăn ngoài vỉa hè rất là không khí tự nhiên vẫn tốt hơn ở trong những nhà hàng. Xin ra có nhiều điểm chung quá. Câu chuyện mà anh muốn kết hôn và lập gia đình là câu chuyện mà anh cũng đã nói với bố mẹ anh, và bố mẹ anh bảo là con 28 tuổi hoặc là 30 tuổi sẽ lấy được, mà năm nay anh 24 tuổi là còn khoảng 4 năm nữa. Nếu mà em có công việc rồi, đến lúc đấy mà cái việc mà ta tiến đến hôn nhân thì nó cũng là điều bình thường. Ví dụ như đến với nhau rồi lấy nhau đẻ con là hai đứa có mong muốn đẻ bao nhiêu đứa? Bên kia thích bóng chuyền thì đẻ một đội, bên em đẻ một đội bóng đá sân 11. Là tới 20 mấy đứa lận đó hả? Dạ là tính cả thủ môn nữa là cũng 20 mấy đứa. Nó có chút xíu đó con. Đẻ thì nó teo lại mệt nữa. Ôi tao con không có muốn tính trước điều gì hết, tại vì ông bà ta hay nói là tính trước bước hôm qua. Đúng rồi. Nhưng mà đó là sở thích, ví dụ mong muốn của mình. Đúng rồi, đấy chỉ là sở thích mong muốn thôi mà. Nếu như mà anh quen em thì anh không muốn là em có bạn trai khác giới, và cũng không muốn em đi chơi quá khuya. Nếu mà đi với anh thì được, bởi vì anh đã nói với em như thế rồi, cho nên là anh cũng sẽ ít đi chơi về khuya. Đi đá banh về thì có thể là về nhà và nhắn tin cho em. Cái đó là cái quyền riêng tư của mọi người. Và khi mà nếu mà em và anh có quen nhau rồi
mình tôn trọng cái tình cảm của mình thì nó sẽ không có bất cứ một cái việc gì xảy ra với bạn nam khác giới hay là bạn nữ khác giới cả. Cho nên là cái việc mà mình đi chơi, mình gặp hay là sau đó thì nó sẽ không thể tránh khỏi được. Nhưng mà mình biết là cái giới hạn nó đến đâu. Cô nói vậy nè, tại vì hai đứa còn quá trẻ đi. Hai đứa mà muốn đi chơi khuya á, thì thôi chơi chung nhóm bạn dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Khi mà hai đứa yêu nhau chờ nhau đi đúng không? Đúng rồi, hai đứa yêu nhau thì bên này cũng nên biết bạn của bên này là ai. Để rồi mai mốt có đi chơi chung á, thì đi chơi chung cũng vui. Còn hoặc là bên này mà có đi chơi với bạn thì thôi cũng biết nhóm bạn đó là ai, mình đã từng tiếp xúc rồi. Và ngược lại bên này cũng vậy. Kiểu phân biệt bạn em và bạn anh em không nói thích. Chung là phải có cái nó có cái sự hòa hợp thì nó... Bạn của chúng mình thì tốt hơn đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đàn trai mình á, mình nãy giờ mình tới mình nắm tay em gái một cái, mình nói những cái cảm nhận từ nãy giờ mình cảm nhận về em gái thế nào. Nắm hai tay nha. Anh có thể xin phép nắm tay không? Dạ, tay em hay bị đổ mồ hôi nên... Tay anh cũng bị đổ luôn. Đây chùi cho. Rồi hết. Không sao đâu ạ. Chùi vậy sao được, cái tay nó ta chùi con có đổ mồ hôi không? Không có nhưng mà. Hôm nay chú chùi cho. Không, tôi không lẽ cho tôi dán giấy lên cho chùi. Dạ thôi được rồi. Rồi hết rồi đó. Thằng trai tôi chăm sóc cho thằng trai. Tới bến rồi thấy chưa? Ngày hôm nay mình gặp được người hợp với mình là điều không thể có. Chỉ có cùng nhau để phấn đấu để cùng hòa hợp với nhau thôi. Dù cho hôm nay chúng ta có thể đi tiếp với nhau được hay không, thì anh vẫn mong là ngày sau em vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn tươi vui, để cho mọi thứ luôn suôn sẻ đối với em. Anh cũng mong là chúng ta có thể ra về ngày hôm nay. Quá được. Dễ thương quá. Quá là được luôn. Anh nói mà tay anh đổ mồ hôi nữa hả? Đi cô chủ dạ, cho không cần đâu ạ. Tại vì tay hai đứa đều đổ mồ hôi nên không cảm thấy gì đâu. Cũng chúc cho anh là sẽ có thật là nhiều sức khỏe và công việc sẽ ngày càng phát triển. Hãy lắng nghe nhịp đập của con tim mình và quyết định bằng cả trái tim của mình nha. 1 2 3 hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, đẹp đôi. Nào, nhà trai nắm tay nhà gái. Trời, nó đẹp đôi quá bà mối. Nhà gái đang ở Gia Lai đó, đang coi chương trình mình và thưa hai bác. Dạ con xin chào khán giả đang xem truyền hình và hai bác phụ huynh của MV ạ. Con muốn xin phép hai bác là cho con được tìm hiểu MV. Và nếu mà hai bác cho phép thì con hứa là sẽ về thăm hai bác trong một ngày gần nhất khi dịch bệnh đã được đẩy lùi một phần ạ. Câu này hay nè, dễ thương quá. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và tất cả các quý vị khán giả trên trường quay. Em tên là Trần Thị Oanh. Em sinh năm 1988, năm nay em 33 tuổi. Thì hiện tại em sinh ra và lớn lên tại Bình Dương. Và hiện giờ em đang làm việc ở Bình Dương luôn. Dạ, hiện tại là em đang làm việc tại Hồ Chí Minh. Và mời bạn trai. Em xin được chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, các bạn trong trường quay và đặc biệt là người phụ nữ đang ngồi bên kia. Mình xin giới thiệu mình là Phạm Anh Quốc, đến từ Quảng Nam và hiện đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty của mình thì nằm ở Bình Dương nhưng mà công trình thì mình đang làm ở quận 9. Em làm bên nhân viên kỹ thuật điện. Em làm gì? Em làm nhân viên kỹ thuật điện. Cụ thể là sửa điện rồi đó hả? Dạ, sửa điện, lắp đặt điện. Lắp đặt điện. Dạ. Em có những cái ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ. Ưu điểm của em thì em rất thích ca hát. Ca hát. Dạ, sẵn đây thì em cũng nhiệt tình. Tính cách nhiệt tình, năng nổ, chân thật. Rồi. Dạ. Rồi. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm là em giao tiếp rất là yếu, ít nói. Ít nói. Em chỉ làm thôi. Rồi bây giờ sao? Bây giờ bạn mình giới thiệu về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em á là em có gương mặt rất là trẻ. So với cái lứa tuổi của em thì thường á mọi người nhìn vào á là tưởng em là tầm khoảng chừng sinh năm 2000 hoặc là năm 95 thôi. Ngoài ra thì em còn biết nấu ăn, mình làm việc nhà. Nói chung là những cái công việc là nữ công gia chánh thì em cũng khá. Dạ. Còn về điểm yếu của em á thì em cũng hơi có một xíu nóng tính ở trong đó, nhưng mà nếu mà
bạn trai bên kia đó, bạn mà thấy em mà đang nóng tính á, mà bạn chiều em hay là dỗ ngọt em gì đó thì em rất là thích. Em nguội liền luôn. Dạ đúng rồi, em sẽ nguội liền. Rồi bạn nam ơi, bạn có chiều được không? Dạ em cũng đang lắng nghe bạn nữ bên kia nói và em nghĩ là em sẽ có cách. Có cách ha? Dạ. Cách em sẽ biết cách. Có cách gì? Có cách chiều hay cách từ chối? Dạ, có cách là làm sao cho người phụ nữ mình đang nóng á, hay là bất cứ người nào mình sẽ biết cách để làm cho là nguội đúng không? Dạ nguội đi. Rồi chắc là nếu mà bạn đờn hay mà hát hay như vậy thì chắc có lẽ là nhiều bồ lắm hả cưng? Em trai ơi. Dạ không, em trước giờ chỉ có hai mối tình. Hai mối tình? Dạ. Rồi em nói luôn đi. Dạ, lý do tại sao chia tay? Cũng cách đây 10 năm. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì cách đây cũng 4 năm, 4 hoặc 5 năm. Nhưng lý do tại sao chia tay hai mối tình đó? Dạ là chắc là hết duyên. Hết duyên, không thể nói chung chung được. Dạ. Mình phải biết là tại sao để chi biết không? Để mình rút kinh nghiệm, dạ, mình bồi đắp cho mối tình mới nhất, mình chăm sóc cho nó tốt hơn thôi. Có thể là lúc đó em đang còn trẻ người non dạ. Cái tính cách mình nó cũng có lúc bồng bột, có những lúc cũng nóng, gọi là nóng. Hoặc là có những suy nghĩ nó chưa tới để mà suy nghĩ thấu đáo cho người phụ nữ của mình. Đó. Thì em nghĩ đó là lý do chính nhất mà chúng em chia tay. Em nhận ra điều đó rất là tốt. Để chi? Để mối tình tiếp đây mình không có gọi là trở lại những cái điều mà rồi khiếm khuyết đó nữa. Dạ. Thấy không? Thôi rồi, mời nhà gái. Mình dạ. có mấy mối tình rồi? À, dạ em tổng cộng có 3 mối tình ạ. Thì cũng trùng hợp với bạn nam á, là 3 mối tình của em trước kia cũng là sinh năm 89. À, dạ đều là 89 hết. Dạ thì hiện cái mối tình nói chung là cả 3 mối tình thì cũng không có cái duyên với nhau. Thì cho nên là tới thời điểm này thì em chia tay. Nhưng mà không có duyên là đó là như anh Linh nói đó. Mình phải biết lý do tại sao mà mình lại không có duyên để chia tay như vậy. Dạ thì nói chung là cứ mỗi cuộc tình đó, thì em cũng suy nghĩ đắn đo nhiều lắm. Thì nhất là nó có phát sinh một số mâu thuẫn ở trong đó. Thì em ví dụ giống như là một cái câu chuyện nhỏ nhỏ thôi. Giống như một bạn năm đầu tiên thì tính của bạn đó cũng cẩn thận, cũng kỹ tính, nhưng mà cũng khá là gia trưởng. Và cái một hôm á là hai chúng em đi chơi với nhau thì bạn mời em đi ăn dưa hấu. Xong rồi một hôm á em thấy nhà của ở nhà với mẹ của bạn nam á, tại hôm đó là rủ em về nhà chơi, mời em về nhà chơi. Xong rồi bạn ăn dưa hấu mà nuốt hộp vào trong. Rồi cái xong rồi tới chừng mà đi chơi với em á, là đi chơi Thảo với Cầm Viên, thì em thấy bạn lại nhả dưa hấu ra. Cái cho nên là em cảm giác em không có thích lắm. Thì cho nên là đó, cái đó là cũng là một nguyên nhân thôi. Có nghĩa là lúc ăn ở nhà với mẹ thì ăn cả hộp. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đi với em thì nhả hộp. Dạ. Mà cái đó là giống như em có cái cảm giác là bạn không có nhất quán đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi bạn lấy lòng mẹ để bạn ăn hết hộp thôi đúng không? Dạ. Thực sự bạn không thích ăn hộp đúng dạ. không? Nó cũng là một cái chi tiết mà không phải là ai cũng để ý nha. Dạ. Thực sự mà rõ ràng là bạn đó không nhất quán đúng không? Dạ. Và như vậy là tụi em chia tay. Thì bên cạnh đó rồi cũng phát sinh một số mâu thuẫn nho nhỏ. Tại rồi. Lúc đó là vẫn còn trẻ. Thì cho nên là hai em chọn hai hướng đi của hai cuộc đời khác nhau. Rồi thôi rồi. Mình xóa cờ đánh lại đi ha. Coi như là giờ mình bắt đầu mối tình coi như nó mới đi. Mình nhớ những cái gì mình chưa làm được ở những mối tình trước, mình sẽ bổ sung cho mối tình này để nó đông đầy hơn, để nó thăng hoa hơn nha. Rồi em nói cho bà mối biết là em muốn tìm một nửa yêu thương của mình một cái mẫu hình lý tưởng thế nào. Dạ em kìa, nói cho chị Vân nghe kìa. Dạ chị. Chị Vân xinh đẹp đang đứng kế bên em kìa. Người phụ nữ của em thì em không có gì nhiều đâu, cần thấu hiểu, thấu cảm vì cuộc sống mà, phải cần sự chia sẻ nhiều. Ví dụ có những gì đó thì cũng nên chia sẻ, nhỏ hay là lớn gì cũng phải chia sẻ với em để em biết. Bởi vì nhờ cái việc chia sẻ đó em mới biết được người phụ nữ của mình đang như thế nào, để mà em có thể là giải tỏa khúc mắc lần lần. Bởi vì sao? Rạn nứt mâu thuẫn gia đình từ những cái mâu thuẫn nhỏ. Như từ cái nhỏ đó, dạ, đúng không? Nó sẽ phát sinh. Em quan niệm em tình cảm phải rõ ràng. Đó là sao? Có cái gì khúc mắc phải nói. Không nói không được, không để trong lòng. Nói và giải quyết. Và xong, nói xong là xong. Không có ngày hôm sau là coi như là ngày khác rồi, không có liên quan gì đến việc đã nói nữa. Em mà bây giờ
cái bạn bạn nữ này bạn hơi khó tính như vậy thì em có e ngại những người phụ nữ khó tính không? Dạ không. Em gặp nhiều người khó rồi. Ý là trong cuộc sống em á, trong cuộc sống, trong công việc thì rất là nhiều người khó, khó đối với em, nhưng mà từ cái khó đó em cảm nhận ra là nhờ khó đó mà em giỏi. Càng khó mình phải càng khám phá. Dạ, càng khó. Em không thích những cái gì ở người phụ nữ, những cái tính nào ở người phụ nữ? Dạ, em không thích cái tính ở người phụ nữ đó là không chịu lắng nghe và học hỏi. Không lắng nghe, không học hỏi. Lắng nghe và học hỏi. Rồi bây giờ cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Là bạn gái của em thì có nét đẹp của mẹ nhưng mà tính cách của ba. Rồi, em gái. Dạ. Còn em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em mong muốn là bạn trai là không có gia trưởng, không lăng nhăng, biết yêu thương gia đình của mình chứ đừng có yêu thương ở ngoài. Dạ. Ủa, cũng yêu thương ngoài chứ mình sống mình phải yêu thương tất cả mọi người. Dạ. Nhưng mà đặc biệt là gia đình. Dạ. Với phải biết lo cho gia đình giống như là phụ những công việc ở trong nhà. Lúc mà em giả sử hai em á tiến đến hôn nhân á thì về chống chung một nhà thì sẽ có những lúc mà em khá là bận công việc ở công ty, hoặc là những lúc mà lúc đó em có con nhỏ đó thì em không thể nào mà đảm đương được hết việc nhà đó, thì lúc đó bạn nam em cũng cần có việc mà chia sẻ của bạn nam, giống như là phụ lặt rau hay là rửa chén hay là quét nhà hay là giặt tã cho con gì đó. Dạ. Thì nói chung là mẫu người thì em hướng tới là của gia đình. Dạ. Mẫu người gia đình. Đó, nãy giờ bạn gái nói về em thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, em cũng có lắng nghe tâm sự của bạn gái. Thì em nghĩ bạn nói đúng, chính xác. Khi đã là gia đình, khi bình thường thì chúng ta là cái gì cũng là tôi, đúng không? Tôi. Nhưng mà khi đã là về gia đình thì là của chúng ta. Thì đã là chúng ta thì chi ngọt phải biết chi ngọt sẽ bùi từng việc nhỏ để mà cố gắng giúp nhau, hỗ trợ cho nhau, tương hỗ mà, vợ chồng là âm dương mà, đó là quy luật tương hỗ mà. Và nói tóm lại là cái hình mẫu lý tưởng của em về mặt ngoại hình á, nhân dáng á, cao nhiều, nặng nhiều, mặt mũi sao đâu, em có cái thước đo đó không? Dạ, thì em hướng tới là cao hơn em là tầm khoảng chừng 1m68 trở lên. Rồi. Tướng người dáng người thì ưa nhìn. Cũng không có mập quá mà cũng không có gầy quá. Dạ, thì nói chung là ưa nhìn là được ạ. Ưa nhìn là được thôi đúng không? Dạ. Rồi. Ưa nhìn mà không biết sao ưa nhìn. Ưa nhìn với người khác nhưng đôi khi mình không ưa nhìn thì sao? Thôi để chút nhìn nhau còn có ưa hay không. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với sếp của em và các anh chị đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi, mời đại diện đàn gái. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào gia đình nhà trai và anh chị trong trường quay. Thì em làm việc với lại Oanh cũng nhiều năm rồi, thì nhận xét Oanh trước ha. Oanh là một cô bé rất là dễ thương, tính tình hiền, thẳng thắn, rồi rất là đặc biệt là rất là thật thà, chân thật luôn. Phải nói là như vậy, không bao giờ mà nói xạo hay nói dối ai bất cứ vấn đề gì hết. Còn hồi nãy Oanh có nói cái điểm yếu của Oanh là nóng tính. Thì em nhận xét ở đây anh thấy là không phải nóng tính, mà tại vì bạn là thẳng tính quá, cho nên là khi mà có một vấn đề gì đó thì bạn muốn là nói liền và nói xong rồi thôi, chắc trong vòng chừng 15-20 phút là hết luôn đó, là xong luôn, và sau đó là không bao giờ để bụng vấn đề gì cả đó. Thì về công việc em nhận xét anh là như vậy. Còn về gia đình thì em thấy là bạn rất là thương yêu gia đình, rồi luôn luôn nghĩ về gia đình đó. Thì em thấy anh rất là một người phụ nữ, mình càng sống lâu với anh thì mình càng cảm nhận được anh là một người phụ nữ tốt về gia đình hơn, và phụ thuộc vào là một cái mẫu người mà giúp cho một cái người đàn ông có một cái hôn nhân bền vững. Còn thế anh trai sao? Về bạn trai bên đây thì ngoại hình thì để anh cảm nhận ha, em không nói trước. Còn về tính tình thì em thấy bạn bên đây là dân kỹ thuật, thì thường thường dân kỹ thuật thì em thấy là rất là thẳng thắn nè, rồi không có lăng nhăng, nhìn là thấy là không lăng nhăng rồi đó. Rồi người có trách nhiệm với gia đình, thì em thấy anh cũng đưa ra một số cái yêu cầu về gia đình đó, thì em nghĩ là bạn trai bên đây có thể đáp ứng được. Rồi hai bạn thì cũng đã đăng ký chương trình rất là lâu rồi, cũng độc thân cũng khá lâu rồi, cho nên là hôm nay mình có cơ hội được gặp nhau ở trên này cũng không phải là dễ.
Cho nên là hai bạn nên cho nhau một cơ hội, mình tìm hiểu xem như thế nào. Đó, thì mình cái gì cũng vậy, mình có cơ hội thì mình nên thử, thì mình mới biết được là về sau này cái quyết định của mình nó có chính xác hay không. Dạ, em xin hết. Cảm ơn bên nhà gái. Trai đi với ai? Dạ, em hôm nay em đi với ba của em. À, có ba ha. Dạ. Rồi, chào chú. Xin chào hai MC Quỳnh Linh và Hồng Vân. Và xin chào người trong trường quay. Tôi là ba của ông Quốc. Nói chung là trước hết tôi cảm ơn cái chương trình đã tạo để hai đứa để gặp nhau, là cầu nối để sau này dẫn đến tương lai. Đó là điều tôi mong muốn nhất. Mình thấy mong dâu tương lai. Nói chung về cháu gái á, thì mới lúc đầu tôi nhìn là nói chung là còn nhỏ nhắn, xinh xắn cũng được. Rồi, nói chung là đạt làm dâu đối với nhà tôi. Theo như vị chương trình tổ chức là như vậy á, thì đến hay không thì do hai đứa nó thôi, chứ mình cũng không có ép buộc được. Đó. Và sau nữa là tôi nói mấy lời là Quốc á, thì con tôi á là tính tình á rất hòa, đó. Thích thể thao, thích ca nhạc và làm tất cứ một công việc gì cũng là làm cho được. Từ nhỏ đến lớn là như vậy, làm cái gì là làm cho được, không được là không ăn cơm. Tối cũng vậy, làm cho được cái công việc đó là công việc rất là siêng năng và sáng bỏ. Và đặc điểm của Quốc là hơi nóng tính, vậy thôi. Chứ còn bộ chuyện là rất tốt, đối với cha mẹ là rất để phép, đó. Làm cái gì cũng là coi như là hổ ba hổ mẹ, đó. Công việc là như vậy, tôi xin hết. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ chúng ta đã được hai bên góp ý rồi. Bây giờ mở rào rồi hai bên tự trò chuyện thôi, xem có ưa nhau không như thế nào nha. Mở rào. Quốc hả? Dạ, Quốc. Bên kia là Oanh. Dạ. Quốc, Oanh. Bắt đầu đi Quốc. Em quay qua. Chào anh. À, dạ, chào anh. Em hôm nay em cũng không có gì nhiều, có hoa thì phải có rồi. Hôm nay là cuốn sách tấm lòng của anh. Dạ. Trong thì anh rất thích đọc sách. Dạ. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em. Dạ. Anh đợi em xíu nha. Dạ. Chị ơi, cầm giúp em ạ. Dạ. Người ta thường nói là mình phải kính lão đắc thọ. Hôm nay đó là hai ta có mặt tại chương trình này là cũng nhờ có ông Tơ bà Nguyệt. Thì em có một món quà nhỏ gửi cho ông Tơ với bà Nguyệt trước. Dạ, anh cầm giúp em nha. Dạ. Dạ. Dạ, em gửi cho ông Tơ ạ. Cảm ơn em. Dạ. Trời ơi, có đồ ăn hay ngon. Dạ, đây là cái món khô mà đặc sản của cái tiệm mà kinh doanh online của em ạ. Khô đó hả? Dạ. Ngon nha. Dạ. Thôi, tặng bà mối đi. Dạ. Trời ơi, hôm nay quà cáp nhiều quá. Giờ có con nguội nó ngon. Dạ. Rồi, cảm ơn cưng. Em tặng chị ạ. Dạ. Ngoài ra là em cũng có một món quà nhỏ dành tặng anh. Cũng trong đây thì cũng có một cái album. Về để cho nếu mà hai ta mà đến được với nhau á, thì em hy vọng sẽ tương lai là chúng ta sẽ có một số tấm hình á là chụp kỷ niệm và lưu vào cái cuốn album này. Thì cái cuốn album này nó mỏng, nó không được dày. Thì em hy vọng là sau khi mà hết cuốn album này á, thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái album mới á, đó là album cưới. Anh hiểu. Dạ. Anh cảm ơn. Dạ, em gửi anh. Ý nghĩa quá. Rồi, để bấm đây đi. Hai bạn về vị trí chung nói chuyện với nhau được rồi đó. Dạ. Quay ghế lại. Ủa rồi bạn trai có khô gà không vậy cưng? Dạ có ạ. À, tự không có để nhường, để tội, mặt buồn. Rồi. Dạ. Mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Thì cũng hồi nãy giờ thì em cũng đã, anh và em cũng đã chia sẻ với nhau rất nhiều việc. Thì anh cũng mộng mộng trước là không biết là em cảm nhận về anh như thế nào. Qua những lời ngắn ngủi đó. Dạ, thì nói chung là em thấy anh cũng là người cũng có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Thì nghe bé trai chia sẻ thì anh cũng là một người là sống tự lập. Dạ, thì nói chung là anh cũng khá. Dạ, vậy thì qua lần gặp mặt đầu tiên á, anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Trong khi anh cảm giác thật sự là khi kéo cái gì đó ra thì anh không biết, nhưng mà khi gặp em thì anh cảm nhận được rất là nhiều điều từ em. Dạ. Dạ, ví dụ điều gì ạ?
nó giống y là cái hình tượng, hình mẫu của anh nè, anh nghĩ dạ. Anh nghĩ đó dạ. Rồi không từ cái trời. Cách và cái cách mà em trao cái cuốn album cuốn quà đó, tuy nó nhỏ nhưng mà anh thấu đáo được ở em rất nhiều điều. Ừ. Em là một người phụ nữ, anh cảm nhận sâu sắc rất là dạ. Rồi dạ. Như vậy là chúng ta cũng đã có 2 ngày cuối tuần để tìm hiểu nhau dạ. Bây giờ mình tính xa hơn nữa, nếu như bạn đến với nhau thì kinh tế thế nào, ở đâu, có làm dâu hay không, hay là ở riêng, hay là con cái như thế nào, trao đổi với nhau luôn dạ. Thì giống như anh Quyền Linh cũng gợi ý, thì hiện tại là nếu mà về sau mà hai ta về một nhà đó thì lúc đó là mình sẽ ở nhà riêng hay là ở chung với bố mẹ? Là tạm thời thì anh nghĩ là chúng ta sẽ riêng. Dạ. Ở riêng. Mình ở riêng là cái vị trí mà anh tính xây dựng tổ ấm á, là ở tỉnh nào hay là khu vực nào ạ? Anh muốn gây dựng ở trong này, thành phố Hồ Chí Minh. Trong Hồ Chí Minh à? Nhưng mà công ty anh ở Bình Dương mà. Bình Dương, nhưng mà thường là cái công trình nó nằm ở thành phố Hồ Chí Minh là nhiều. Nói chung dạ. Cũng gần nhau, nó Bình Dương chứ không phải là xa lắm. Dạ. Em hiểu không? Nó sát thành phố và cũng dạ. Có công trình ở Bình Dương. Ừ. Chung đi đâu cũng được, luân phiên thì anh vẫn đi được dạ. Trong thành phố thôi. Tức là muốn lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, dạ. muốn tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, con cái quan điểm thế nào? Dạ, quan điểm sống thì về con cái thì mình chia sẻ và cho nó kỹ năng. Quan điểm về con cái của em phải cho nó kỹ năng. Đến khi nó trưởng thành. Để vì sao? Mình không có tiền bạc cũng hết, nhưng mà chỉ có kỹ năng. Kỹ năng sống sẽ giúp nó tồn tại khi không có mình bên cạnh, khi ra đời. Đó là cái quan điểm sống. Mình có cái gì mình cứ chia sẻ từng chút một. Em biết cái gì em sẽ chia sẻ, cũng như bạn gái đây, nếu mà sau này là mẹ, là vợ, là mẹ thì có cái gì đó phải chia sẻ, phải chỉ cho con từng cái nhỏ. Bởi vì sao? Mình là tấm gương của nó. Trong gia đình mình là tấm gương. Nó học ai đâu xa mà nó sẽ học mình đầu tiên. Dạ. Yeah. Mình sai, nó sai. Nhưng mà em thích con trai hay con gái? Dạ. Mày con gái thì em sao cũng được á. Tùy duyên thôi, cái này là tùy do trời định, chứ còn mình cũng không quyết định được anh. Bạn này nói chung là một người đàn ông mà quyết đoán và gọi là cái sự vững chãi trong cái xây dựng cái giường cột gia đình là bạn này rất là nhiều. Dạ. À, trong cuộc sống bạn có những cái lý luận, những cái định hướng, những cái lý tưởng rất là rõ ràng. À, thành ra là nếu như trong gia đình thì đây là một người đàn ông có thể làm trụ cột gia đình. À, mình không phải lo lắng về mọi thứ. Dạ. Bên trong cũng như bên ngoài. Dạ. Cái cảm nhận của chị là như vậy. Dạ. Mà những người đàn ông miền Trung á, họ giỏi dữ lắm. Ừ. Rất là giỏi. Rồi. Em cảm dạ. nhận thế nào? Còn riêng em? Ừ. Bây giờ qua cuộc nói chuyện em cảm nhận thế nào? Để anh có cảm nhận anh nói đi. Dạ. Anh nhìn thấy là em cũng muốn nói cái điều gì đó. Dạ. Thì em có cảm nhận á, thì nói chung là anh cũng khá là giỏi. Nhất là trong cái khoảng mà đàn hát rồi đó. Thì em chỉ đang phân vân cái việc mà anh đàn hát khá giỏi như vậy á. Thì không biết ở ngoài á, là mặc dù anh nói là anh có 2 mối tình thôi, nhưng mà em sợ nhiều lúc là có nhiều mối tình khác nữa. Đặc biệt là anh là đi công trình này kia nữa. Thì cũng có khả năng cũng có, chứ là không. Thứ nhất anh sẽ nói cho em, anh cười về vấn đề gì? Vì hồi nãy là có người nói với anh á, là anh đàn giỏi, và có người kêu là ủa, đàn giỏi vậy thì cô gái kia sẽ lo sợ, đúng không? Nhưng mà đó là cái lo của em thôi. Nếu như anh đàn giỏi thật sự và anh thì anh cái vấn đề đó là do ở mỗi người, cái đó là chỉ là cái nghệ thuật, em phải hiểu như vậy. Trong tình yêu và trong gia đình phải có niềm tin, phải có niềm tin. Đừng có để những cái thứ khác nó đánh lừa mình, cái cảm xúc nó sẽ đánh lừa em. Đừng có để nó đánh lừa cái niềm tin của em về tình yêu đối với anh. Những cái đoàn hát đó là những cái thú vui của anh thôi. Không phải ai đàn hay hát hay cũng nhiều bồ đâu. Không phải ai cũng nhiều vậy. Nhạc sĩ nổi tiếng cũng có vợ, cũng có người yêu thôi. À, tùy theo gọi là cái cách của mỗi người thôi. Không lo điều đó, quan trọng là tin nhau. Bạn trai nói đúng đó. Thôi bây giờ cái này, thời gian đã hết rồi, ta không còn nhiều nữa. Bây giờ giao lưu chút xíu văn nghệ, em có thể hát một bài nào đó. Bạn này đàn được không? À dạ, hiện tại là em là một người hát, không biết hát. Với dạ lại em cũng không có thuộc lời bài hát lắm. Với thường á, anh trai của em á, là trước khi mà dẫn em lên chương trình á, là nói cưng mai mốt là lên là đừng có hát nha. Cưng hát á là cả trường quay là chạy hết á. Cho nên là em nghe lời anh trai của em. Dạ. Là em không hát đúng không? Dạ đúng ạ. Em có muốn nghe bạn này đờn không?
À, dạ hồi nãy em nghe đờn rồi ạ. Thì thay vì là đờn thì nó cũng hơi tẻ nhạt, em chỉ thích là trao đổi với nhau à, giống từ nãy giờ. À, anh cho em hỏi thăm về cái em cứ hút mắt cứ hỏi dạ. Cứ hỏi. Nếu mà trong khoảng thời gian tới á, anh sẽ định hướng như thế nào trong khi mà mình quen nhau khoảng bao lâu á là mình tiến tới với nhau được? Anh thì nói chung đã xác định bấm nút hôm nay rồi thì có thể là cái vé sau đó nó sẽ ngắn thôi. Anh nghĩ là sẽ dạ. Sẽ trong vòng qua dịch. Anh nói thẳng luôn, qua đợt cách ly thẳng làm luôn, luôn. Anh nói thẳng, anh nói là nói thẳng rồi, vì đã đến đây rồi là không có cái gì để mà phải do dự nữa đó. Đúng. Bây giờ đàn trai người ta nói rõ ràng, người ta lật bài ngửa luôn rồi đó. Bây giờ chỉ còn quyết định là ở em thôi. Rồi, dạ. Rồi. Đúng, chính xác ở em thôi. Thích thì em cứ bấm nút. Bên tay trái. Rồi, bên đây. Đó, bấm luôn. Trời rồi. Ơi, hư nút tam nội. Kệ nó, tới đâu tới đó, đó. Bấm rồi luôn rồi. 3, 2, 1. Rồi, bấm luôn. Khỏi sửa. Trời ơi, ông bấm thêm cái nữa bể luôn rồi. Được rồi. Hay gì đó. Quyết là bấm luôn, bấm banh cái nút luôn. Lần đầu tiên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò bị sự cố về bấm nút. Người bấm đã làm bể luôn cái nút rồi. Sao, thấy chưa, chưa đếm gì bạn trai đã bấm rồi. Bấm mà quyết liệt lắm. Đúng luôn. Cho thấy là sự quyết liệt. Ở đây phải nói anh đánh giá rất cao về cái suy nghĩ của bạn trai đây. Không biết đằng sau là gì, không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng mà ở đây thì anh thấy cái tinh thần của bạn trai rất là quyết liệt. Có chiều sâu, có sự quan tâm đến gia đình. Và những cái triết lý của bạn ấy thực sự là từ trong trái tim của bạn. Bạn ấy không nói dối mình. Bởi vì tụi anh làm chương trình cái chục năm rồi, ai nói dối tụi anh là tụi anh cũng nhận ra ngay. Và bạn trai đây nói rất là thật, nói từ trái tim của mình đó. Cảm nhận hôm nay rất là tốt dành cho bạn trai. Dạ, cho em xin phép. Tại vì trước khi mà em đến với chương trình á, là em cũng có lời dặn của mẹ của em. Là khi mà nếu mà đến đây là một cái duyên rồi thì khó khăn lắm rồi sẽ mới cho nhau một cơ hội để tiến tới với nhau á. Thì em cũng hy vọng là tương lai là sẽ có một cái kết quả rất là tốt đẹp hơn. Thì mẹ cũng dặn thêm á là tại đây là sóng truyền hình cho nên mẹ cũng không có thích là đàn ông con trai hôn lên má của con gái của mẹ. Cho nên là mẹ chỉ muốn là nắm tay với nhau thôi ạ. Anh thấy em rung anh mới chủ động đưa tay ra cho em á. Chứ còn anh không có có xin hôn. Dạ. Thì nắm tay chưa được mà hôn nhau được. Nói thẳng luôn, anh không có xin hôn. Dạ. Dạ vậy thì em cho anh nắm. Nếu thật sự á, chúng ta bấm nút vì trái tim của mình á. Dạ. Thì một nụ hôn hết sức là bình thường. Anh nghĩ rất là đơn giản. Đây là một một cái văn minh, một cái văn hóa rất là nhẹ nhàng. Đâu phải là hung ngấu nghiến như trong phim đâu mà sợ. Thực chất anh nghĩ đây là một cái điều rất là đẹp trong tình yêu. Bởi vì tất cả anh biết rằng gần 10 năm nay trong Bạn Muốn Hẹn Hò, những cái nụ hôn rất nhẹ nhàng như thế, tinh tế như thế. Chứ không phải là gặp nhau hung nhẹ nhau nhẹ nhàng đúng không? Nhẹ nhàng phớt qua mái tóc. Nhưng mà chị hỏi là ví dụ như là mẹ không giận thì em có đồng ý cho bạn hôn không? Dạ cũng không ạ. Tại vì em là mẫu người cũng giận gì thiên về truyền thống một xíu. Dạ em cũng không có thích cách phô trương ở ngoài giống như là hôn thể hiện tình cảm ở bên ngoài vậy đó. Cùng lắm nếu mà bạn nam mà muốn thể hiện tình cảm với em á, với tất cả mọi người á, thì cùng lắm em cho hôn tay thôi. Ok. Dạ. Ok ok không sao. Lady first. Dạ. Em thích gì thì anh ok hôn được không? Được đúng không? Tùy. Thôi, bấm nút vì trái tim. Hãy đến nhau bằng trái tim và sự chân thành. Chúng ta đừng làm gọi là để một đối phương ta gọi là tụt mút nha. Anh nghĩ rằng là tất cả ở đây đều thật hết. Trong Bạn Muốn Hẹn Hò chưa bao giờ có sự giả dối nào cả. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ trái tim, từ những hành động cụ thể. Chúng tôi không hướng đến mọi người bấm nút và hôn nhau. Vấn đề là từ trái tim rung động đến trái tim thôi. Quyền quyết định luật của các bạn. Dạ. Dù sao thì cũng chúc các bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc.